thì ở cái đền bản địa đây này là gọi là cái ngôi đền Quốc Mẫu, thờ Quốc Mẫu Âu Cơ này là ngôi đền của Hoàng Xá này, nó có trên dưới 1.000 năm rồi. Và cái lễ hội truyền Ở thống là của họ vào. cũng khoảng độ từ mùng 6 đến mùng 10 tháng 3 ấy, thì người ta sẽ làm một cái gọi là lễ hội truyền thống hướng về cội nguồn. Thì cái này được sự thống nhất, đồng ý thống nhất Nhất của từ cán bộ địa phương, các cấp chính quyền cho đến là kiểu là đại đức trụ trì ở đây, thì cũng là vừa là đại đức trụ trì của chùa Hoàng Xá lại vừa là thủ nhang của cái đền này, thì cũng có bàn với chính quyền và nhân dân họp lại thì cũng làm một cái gì đó gọi là nó để mà tỏ lòng thành kính hướng về cội nguồn. Thì cái trước cái sự tỏ lòng thành kính hướng về cội nguồn đó thì cái quan trọng nhất ý, vẫn là cái sự sức mạnh đoàn kết của toàn dân. Và cái bánh này ý, thể hiện cái sức mạnh đoàn kết toàn dân, trên nói thì dưới nghe và có cái sự thống nhất từ trên xuống dưới. Vì cái vấn đề vật chất này, rồi vấn đề về thời gian này, các thứ nó cũng không phải là cái quan trọng. Cái quan trọng là khi mà đã có một cái lời mời của thầy trụ trì như thế, cái lời kêu gọi hoặc là cái lời người ta gọi là gì, thống nhất bàn bạc đấy, thầy gọi những cái người ấy, trong cái các cái Phật tử rồi chính quyền đến để bàn bạc thống nhất, thì mọi người nhất trí cao để làm cái bánh này. Mục đích chính vẫn là để tỏ lòng tri ân đối với các bậc tiền nhân. Bên cạnh đó thì cái mối quan hệ đại đoàn kết của toàn dân cũng là quan trọng. Theo tìm hiểu thì ở tại nơi này thì cách đây 10 năm thì là cũng đã làm một chiếc bánh nặng 5 tấn. Cách đây 10 năm, năm 2014 thì làm một cái bánh đấy là nó vào khoảng 5 tấn thì nó đã được kỷ lục Guinness công nhận rồi. Trong này nó có một cái kỷ lục gì đấy, trung tâm kỷ lục quốc gia người ta công nhận. Thế còn năm nay thì mình muốn phá kỷ lục của chính mình. Lần trước thì mình làm chưa có kinh nghiệm nhiều lắm, nhưng mà lần này thì được sự bàn bạc thống nhất rất là kỹ lưỡng thì mình làm cái này cũng rất là tâm huyết đấy. Cái khuôn bánh thì nó một chiều của nó hơn 5 mét, 5 mét mốt, 5 mét mốt thì là hơn 2 mét. Nhưng mà trong khuôn ấy, trong khuôn bánh thì trong này nó có một cái khuôn định hình. Cái ở ngoài là Cái ngoài chỉ là cái nồi thôi, cái cái xoong bánh thôi. Thì khi mình làm bánh thì mình cũng trải rất nhiều lá. Nó mất cũng phải tất cả phải trên 1 tấn lá đấy, các loại. Vừa lá dong vừa lá chuối phải tầm độ trên dưới 1 tấn lá đấy. Người ta trải hết 4-5 lượt lá này, xong 4 cái góc như thế này, này. Sau đó là người ta đổ gạo theo từng lớp, cứ 10 phân gạo lại 10 phân đỗ nâng lên 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 đến cùng. Cái đun này là cũng vui lắm, tại vì người ta phân công theo kiểu là theo các thôn, một làng người ta có 4 thôn và trong một ngày đó người ta lại chia làm 4 ca, cứ 6 tiếng một ca thay đổi nhau. Thì rất là vui. Em thấy là cả cái củi thì có cả củi tươi ấy. Đúng không? Chủ yếu là củi tươi. Vì thực ra thì gọi là đã lò đã nóng rồi thì củi tươi cũng phải cháy mà. Câu nói của bác người Câu miền Nam nói là câu nói này bất hủ đấy. nổi tiếng đấy. Nổi tiếng đấy. À, sáng nay thăm bánh chín rồi đấy, bây giờ đang để nó nguội để xử lý. Thế sau đó thì đến bao giờ thì cái bánh này được làm lễ thì nhỉ? Cái này sau khi xong thì người ta phải xử lý xong cho nó chờ nguội. Sau đó thì trang trí lại, nó phải trang trí lại để cho nó đẹp. Thế sau mùng 6 bắt đầu vào chính hội, Mùng 6 chính hội là là làm lễ để xong bắt để cho đồng bào đến chiêm bái đấy. Để đồng bào đến chiêm bái thì nó tùy theo thời tiết, nếu như mà nắng thì mình có thể chỉ để thêm 1-2 ngày thôi. Còn nếu như mà nó mà không nắng mà thời tiết vẫn ủng hộ thì mình để đúng mùng 10 tháng 3 sau vào đúng cái ngày quốc giỗ ấy. Thì bắt đầu là sau khi mình dâng hương xong thì bắt đầu mình với lại tán lộc cho toàn bộ đồng bào Phật tử đến đây. Cứ ai bất kể ai đến cũng được ăn bánh. Em là Đỗ Hữu Quân ở trên khoái sâu Nghiên, cũng được sự tin tưởng của thầy Thích Minh Thông thì bên đơn vị em là Phật tử thì cũng rất hoan hỉ là thầy đã tin tưởng và giao nhiệm vụ là cho phần thi công gói bánh cũng như là luộc bánh để cho đảm bảo chiếc bánh để lễ mẫu Âu Cơ tại thôn Tân Hưng, xã Hùng Cường từ đất lên là 2m75. Cái hệ thống khuôn này thì thi công mất 1 tuần. Phía bên ngoài này đều là hệ thống y và tôn và các hộp sắt rất dày dặn để làm xoong. Đã làm cái ruột, cái khuôn bánh bằng inox, tất cả hệ thống trong này đều bằng inox và được đảm bảo vệ sinh an toàn. Khi hàn xong thì đơn đã thử nước, tét nước 1 ngày, rất vệ sinh. Đơn vị gói là đơn vị bên em thì thi công thì sẽ là lớp lót
5 lần lá chuối và lá dong thì xếp dày khoảng 10 phân trên thành bánh, và dưới trong cái khuôn bánh ấy sẽ được đi dây lạt và cái phên như ở phên lứa ngày xưa ấy, anh chị mình sẽ lấy cái phên lứa đấy để lót lá để ẹp nó xuống để gia cố để tại vì khi cái diện tích rộng nha thì bọn em sẽ không có lấy dây để buộc được và chỉ sẽ dùng lấy 24 cái dây tượng trưng cho hình chữ thập ấy. Và sẽ là lấy phên lót lá, lấy phên để ép cái bánh để cho nó thành hình cái bánh, và trong cái quá trình gói xong ấy 5 tiếng đồng hồ thì gói xong là được thầy Thích Minh Thông lấy lửa từ trong đền mẫu ra để lổi lửa. Còn hệ thống củi thì đến thời điểm khi nấu xong chiếc bánh này là nó tầm 90 tấn củi. Biết là bắt đầu đun là từ hôm này, từ bao thời gian là từ hôm nào? 14 giờ ngày 29 ạ. Vâng. Hệ thống nước của bọn em thì đây, như anh thấy là hệ thống lấy nước toàn bộ nước sạch. Và đằng sau cái nồi bánh chưng này có 21 con nước nóng lạnh bằng ga hỗ trợ để đun cho nó sôi. Tại vì nếu mà mình mà đun ngay nước lạnh từ lúc đầu đổ vào đây thì cái bánh nó sẽ không đảm bảo, và khối lượng nước ở trong này nó rất nhiều. Vâng. Lâu để sôi được. Vâng, nó lâu, thế nên bọn em phải vừa chế nước lạnh và vừa chế nước nóng để cho nó đảm bảo nó sôi dần. Cái bánh này là bạn không biết bánh này, bánh là mình làm gói bánh chay đúng không? Dạ vâng, bánh chay gồm có gạo lếp và đỗ và dầu ăn, muối, hạt tiêu. Thế tại vì để lễ mẫu nên là sẽ gói bằng bánh chay. Và như anh có thể ra xem đằng sau này với hệ thống nước của nước nóng này, khi bọn em chế thì toàn bộ hệ thống nước bằng nước sạch, chế bằng 21 ống này. Như bây giờ là anh thấy là nó hơi bị ám khói rồi. 21 máy này hỗ trợ nước rất là tốt. Tại vì mỗi một hệ thống nước này là nước nóng trực tiếp luôn. Đổ nước nóng trực tiếp luôn. 21 ống này. Nước này là qua đun bằng gì hả bạn? Bằng ga. Nó chạy qua cái này. Cái này là nóng lạnh bằng ga, nó không, tại vì cái khối lượng nó rất cao và rất nhiều, khi mà không có cách nào mà để đổ nước, hay là thầy và cũng như các Phật tử cũng đã góp ý là đun son để đổ đây, nhưng khi đun nước sôi rồi đổ lên đây thì nó sẽ không đảm bảo và cái con người về độ an toàn ạ. Vâng. Đấy. Thế là củi là mình đun bằng củi củi nhãn ạ. Củi nhãn là cũng kêu gọi các Phật tử trong thôn và ngoài xã cũng như trong tỉnh, họ tích góp, họ mang tới làm công quả, và cũng trong cái cuộc lấu này thì 3 ngày 3 đêm nó tốn rất nhiều củi. Tại vì cái sức nóng của cái lò này là bọn em đun là nó âm ỉ từ trong. Nên là ở giữa lúc đầu xếp là bọn em sẽ xếp củi khô và củi khô ở hàng giữa, còn đâu là 4-6 cửa này là sẽ là củi tươi, củi nhãn. Khi vào lò này thì nó om củi khô cháy trước xong, củi tươi nó cháy sau thì nó sẽ om, nó cháy được hết luôn ạ. Và hệ thống là đây là 90 tấn củi mà. Lớp than nó dày này. Ở dưới là bọn em kê gạch chịu nhiệt, một lớp gạch chịu nhiệt. Đỡ hỏng sân. Vâng. Đến trưa hôm nay là ngày mùng 2 tháng 3. Vâng. Âm lịch là 12 giờ. Vâng. Là thầy làm lễ tắt lửa. Vâng, là lúc ấy nó cũng được 68 tiếng, và bây giờ bọn em om từ giờ đến 9 nó rơi vào khoảng 80 tiếng cả om. Và bây giờ hệ thống này nó vẫn đang âm ỉ, vẫn đang sôi, anh có thể nghe đấy tiếng lăn tăn. Vâng. Có thăm thử ngày thứ nhất và ngày khi được 27 tiếng hồ em sẽ thăm một lần để cho đảm bảo là khi chiếc bánh nó ra thì nó sẽ được đảm bảo 9 giờ. Cái này là hệ thống chống tràn. Cái này là mực nước, khi nước đạt đến đây thì sẽ tràn ra có 3 lớp, tràn dưới và tràn trên. Dưới là bọn em chạy bằng ống tip 60,
Cái này là ống xả ra vườn. Cái này là khi xả đáy ạ. Vâng. Sau khi luộc xong bắt đầu bạn xả hết nước nóng đi. Vâng. Và xong nước lạnh vào để bơm nước lạnh để rửa 3 lần nước. Vâng, rửa 3 lần nước anh ạ. Sau đó thì bạn cắt cái thành này ra. Vâng, cắt cái thành xong này, bừa mặt trên này ạ. Và sẽ được trang trí bánh này vào ngày chính lễ đó là ngày mùng 6. Ở trong cái phần bánh này, ở trong là bằng inox sẽ là 4x4 bằng 16m2 ạ, và cao 1m2. Và khi làm nguội rửa sạch bánh xong là bọn em sẽ đưa 8 thanh vào để lén, buộc rằng lại để lén bánh xuống để cho nó rèn bánh và được lâu hơn. Lễ hội xuân năm 2024 đền Quốc Mẫu Âu Cơ tại thôn Tân Hưng, xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Hàng năm khi cuối xuân chuẩn bị bước vào mùa hạ, nhân dân xã Hùng Cường nói riêng, đồng bào Phật tử tỉnh Hưng Yên nói chung lại lô lức mở lễ hội đền Quốc Mẫu Âu Cơ hướng về cội nguồn để tỏ lòng thành kính tri ân và báo ân Đức Tổ Mẫu Âu Cơ và các vua hùng, các vị tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước. Hồng hà sóng nước mênh mông, đồng bình bè lửa thu sang trăng tà, nước non nước Hùng Cường, mẫu mẹ xuất hiện đập đà lét tiên, tay tiên chém ngọc cuộc cờ, ngắm mẹ cúc lò suy tư ở đời, tích ngọc tích châu tích bạc vàng, không bằng tích đức để dành đời sau. Kính thưa đồng bào Phật tử, mùa lễ hội xuân 2024 tại đền Tổ Mẫu Âu Cơ, xã Hùng Cường, chúng tôi cùng nhân dân, chính quyền địa phương đã làm cặp bánh chưng bánh dày để dâng cúng Tổ Mẫu Âu Cơ và kính cáo anh linh Tổ Mẫu, kính cáo anh linh các vua hùng, kính cáo anh linh các vị anh hùng giải phóng dân tộc. Chúng ta uống nước nhớ nguồn, chúng ta có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình đẳng và bác ái có ngày hôm nay, chúng ta đều phải một phần lớn là nhờ vào công lao đóng góp của các vị đã dựng xây nên gấm vóc lụa là sang sơn xã tắc của đất nước Việt Nam. Chúng ta tôn thờ phụng thờ một người mẹ hiền địa linh nhân kiệt, đó là người mẹ Tổ Mẫu Âu Cơ, một vị Tổ Mẫu đã sản sinh ra con Nạp cháu Hồng, đã sản sinh ra 100 người con. Khi mẹ nuôi các con khôn lớn trưởng thành, 50 con theo cha xuống biển, 49 con theo mẹ lên nương, để một người con cả là Hùng Vương để xây dựng nước Việt Nam có ngày phồn vinh, hạnh phúc có ngày hôm nay. Chúng ta uống nước nhớ nguồn và tri ân báo ân để tỏ lòng thành kính Đức Tổ Mẫu Âu Cơ. Trên mảnh đất Hưng Yên này, núi không có, biển không có, rừng không có, nhưng thật đặc biệt có một ngôi đền đã được phụng thờ tại mảnh đất Hưng Yên, tại thôn Tân Hưng, xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Chúng ta uống nước nhớ nguồn và tri ân báo ân chuẩn bị để đón đồng bào và du khách bốn phương về để tổ lễ Tổ Mẫu và chiêm ngưỡng cặp bánh chưng bánh dày. Chúng ta tỏ lòng thành kính đối với Tổ Mẫu Âu Cơ và các vị vua hùng đã có công dựng nước và giữ nước. Kính chúc quý vị đồng bào Phật tử có một mùa lễ hội an lành trong chính pháp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.